vàn những công nghệ bậc nhất đang có trên cây vợt có lông chỉ hơn 1 triệu này. Các bạn có tin được không? Đéo tin. Trên tay mình đang là cây vợt 3D Calibar 001C dành cho bạn nào thích sân si, thích hơn thua với đối thủ. Tất nhiên rồi, với một cây vợt cầu lông Lightning giá hơn 1 triệu thì mọi người sẽ nhận được một cây vợt full carbon. Thiết kế của cây vợt này rất khỏe khoắn, chúng ta có cái màu sắc nổi bật là màu đen và màu xám. Đây là xu hướng của tất cả cây vợt cầu lông cao cấp hoặc là trung cấp ra mắt trong thời gian gần đây của hầu hết các thương hiệu khác là nước sơn nhám. Với những họa tiết ở đây chúng ta có thể thấy những cái điểm nhấn màu đỏ như thế này xuất hiện ở cả thân vợt cũng như trên mặt vợt. Bên cạnh đó thì từ dưới nắp cán vợt này lên trên cái đỉnh mặt vợt chúng ta xuất hiện rất là nhiều những cái công nghệ nổi bật được in